em xin chào quý khách đã trở lại kênh Mắt Cắt Cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Địa chỉ của em là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Đó. Rồi hôm sáng nay em có lên cho mình một lô máy chữ S nghe em 14 máy ha. Lô máy hôm nay nhìn nó kêu sa mỹ miều lắm nha anh ơi. Đây, giá dao động là 1 triệu một cây trở lên. Triệu, triệu 1, triệu 3, triệu 4, triệu gửi, triệu 6, triệu 7, triệu 8 cho đến vân vân 2 triệu, 2 triệu 3. Đó. Rồi hôm nay em có lên máy cồ nha, là máy đại máy lớn đó, size đại size lớn dành cho những anh nào mà mình cắt cỏ mình khai thác rồi đó nha ha. Này là Echo 311 nha mấy anh, 36 ly, chạy siêu khỏe nha. Này là khủng long chúa ăn cỏ luôn đó. Này là Huana 125 ha, 34 ly, Mitsubishi nè, trời ơi gì cán tư TB26 nha, chạy siêu lực ha, Kyogit 260 tự chế hai kim đe đỏ tự động, bền heo 5 tháng nha, tuổi thọ bao cao. Rồi Gowin 262 máy này là vừa túi tiền mà vừa chạy khỏe ha, đa chức năng. Echo 261 chạy chế hai kim đe đỏ tự động ga bóp zin đó. Kawasaki TG24 ha, một công mà ba chuyện. Cái máy em này là em phong cho nó với cái tên đó, một công mà ba chuyện. Này là Kyogit 2625 có ga bóp đồ ha, trợ lực nhẹ. Maru Yanma 20 màu đỏ siêu đẹp nha. Xenon 23 có trợ lực nha mấy anh. Hitachi ha, 21cc 31 ly. Shindewa S20 nha, mấy cây bugi đứng này chạy rất là bốc nha mấy anh. Rồi thằng này là Shindewa 21cc 31 ly ha. Mấy máy này nhẹ hiệu hôm nay thì ngon lắm. Tanaka giật sao nha. Đó, có hai chân chống gọi là Tanaka hai chống. Rồi mấy anh coi cây nào phù hợp thì mình tua lại cái cây đó, mình coi mình chốt đơn cho nhanh. Còn anh nào mà có thời gian ha thì mình có thể coi từng cây nha. Nhớ là phù hợp về công suất, về túi tiền, về trọng lượng máy nặng nhẹ vậy đó. Còn mấy anh không biết không rõ thì mấy anh điện cho em. Em tư vấn cho mình ha. Mấy anh nhớ là cho em xin một nút like nha. Có cái nút like mấy anh click vô. Lướt ngang không coi cho em xin nút like, còn anh nào ủng hộ em và máy em cảm ơn rất nhiều. Còn mình khách mới thì mình nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để khi em like xong nó sẽ hiện thông báo lên trang cá nhân YouTube của mình để mình có thể mua lựa chọn những cái máy phù hợp về túi tiền, về công suất nha. Rồi bây giờ hình thức mua hàng của anh em là mấy anh liên hệ qua số điện thoại nè 0913136620, chụp cái bảng lại giùm em ha. Cái quy tắc mua hàng bên em nó nằm trong đây hết. Cái này có liên kết Zalo, Zalo tên là Mai Thị Thanh Chị nha mấy anh. Bên em nhận ship hàng toàn quốc, được xem hàng nổ máy trước khi nhận, đặc biệt em không có lấy cọc nha. Em bao ship tới nhà kèm theo 6 món phụ tùng cho mình. Là 6 món phụ tùng bên em là đầu tiên cho là một cái đầu điếu. Này cái điếu này mở lưỡi dao, mở tiếp mở bogey nè. Một cái ổ cước bốn cháu có dây cước cho mình luôn. Một cái lục giác 4, một cái trắng cỏ, một sợi dây đeo và một cái đĩa dài ba tấc đĩa mới ha. Là tổng 6 món. Còn cái đĩa tròn là anh nào thêm đĩa tròn thì thêm giùm em 50.000 ha. Rồi cái đĩa tròn là đĩa zin theo máy về nha, nó xét thì em sẽ trả lại. Và sẵn em nói luôn thì cái đĩa tròn là miễn anh cho mấy anh đĩa zin thì thôi, chứ nhiều khi mẫu về đó có cái nào nó giống cái nào nên nhiều khi nó không có lỗ lỗ gì về, cái mấy anh cũng phân biệt ha, cái đó em nói trước nha. Thì hoặc là mấy anh không muốn thêm tiền thì mấy anh có thể quán đổi những cái phụ kiện này. Ví dụ mấy anh nói là cho anh lấy đĩa tròn ổ cước, hoặc là đĩa tròn đĩa dài, hoặc là hai cái đĩa tròn thì sẽ không thêm tiền nha. Rồi cái này là cái gươm cỏ bên em bán thêm nha. Anh nào mà về cắt cỏ nè, cắt lúa nè ha, mình gắn cái này vô ở gần cái đầu bò đó, mình cắt tới đâu mình gom tới đó vậy nè. Nó tiết kiệm nhân sự nhân công cho mình và tiết kiệm thời gian cho mình lắm luôn nha mấy anh đó. Nên thấy mấy anh nên sở hữu một cái như thế này đang để dành mình sử dụng nha. Chỉ có 100.000 ha. Mua máy mua gom cỏ luôn thì em bao ship, còn mấy anh mua gom cỏ lẻ em chẳng bán nha. Một cái như vậy phí 30.000 mà hai cái phí cũng 30 là 130 hoặc là 230 ha. Còn cái này là nhớt hai thì bên này 1 lít nha mấy anh. 1 lít nhớt này có thể xài từ 20 đến 25 lít xăng. Mấy anh pha theo tỷ lệ em chỉ nè, nhớ là em chỉ nha. Là 1 lít xăng mấy anh pha dùm em 40 hoặc 50cc nhớt hai thì. Một bình nhỏ này mấy anh có thể xài từ 2 lít đến 2 lít rưỡi xăng nha. Pha rồi lắc lên cho đều, xài bao nhiêu đổi cho bình xăng lớn bao nhiêu. Mua một cây máy, một chai nhớt, em bao phí vận chuyển. Mấy anh mua nhớt lẻ em cũng có bán, mà không mua máy đó mà mua nhớt thì phí chịu là 30.000 giùm em là 130 ha. Thì cũng như đây mấy anh bóp vậy nè, nhớt nó sẽ qua bên đây và nó xuống đây ha. Nó qua vậy nè.
Đó thì em khuyên mỗi anh nên mua cây máy, anh mua sở hữu cây nhớt đi, đặng sau này mình có nó da bất tử rồi, nhiều cây có nhớt mà mình thử với xăng, mình pha xăng xe Honda đó mấy anh, mình pha vô mình thử máy ha. Hoặc là nhiều khi sau này mình xài hết rồi mình chừa cái bình này lại mình lường nha. Có anh, cũng chỉ vậy đó, về pha mấy anh, máy chưa xài nữa cho anh nó sớm mượn xài. Pha có 20 ml nè, cho 1 lít xăng. Anh đổ vô anh nói máy cũng chạy được, cũng chạy êm lắm, chạy bốc nữa khác. Nhưng mà chạy không có bao lâu cho á. Giờ giật nó không chạy nữa, nó cứ ngắt rồi. Nó bị xước nòng quá mấy anh. Ha, em chỉ chạy nó hơi ra khói. Hơi ra khói nhưng mà bù lại nó mát, máy nó biết nó bôi trơn mất tông. Thì máy mình chạy nó bền ha, nếu mà em chỉ mà mấy anh pha đúng như vậy mà máy nó hư thì em sẽ chịu trách nhiệm cho mình. Đó, bán cây máy mà xây qua xây lại mấy anh pha không đúng nhớt, mấy anh bị hư mất tông ha. Tiếc còn hơn cái gì nữa. Do là cái gì? Cái sự chủ quan của mình thôi. Cái xăng với nhớt mình pha nó dễ lắm mấy anh, chứ không khó nhiều anh sợ. Không có gì sợ, dân pha rồi để dành ở đó, để dành cho nó xài, đổ vô xài ha. Nó có dung lượng mil đàng hoàng mà làm gì hư mà hư được. Trừ khi là mình chủ quan mà làm không đúng thôi. Nhiều anh chủ quan ở chỗ nó là tôi pha tôi đổ vô máy nó vẫn chạy mà tại sao hư? Thì mới chạy mà nó chưa có hư đâu, từ từ đó, nó không có đủ nhớt coi chưa, chắc ăn nó sẽ hư thôi chứ đâu có đường nào một bên. Rồi. Em test máy cho mấy anh tham khảo nha. Cái cây đầu tiên em vô đó là một cây Tanaka dược sao ha. Sao cho nên em gọi là Tanaka dược sao. Máy này công suất 22 cc, nồng nó 32 ly nha em nha. Cái này thì bình xăng lớn nó bể, hai bên em thay bình xăng mới. Còn cái chạy chế thì chế zin ha, chế zin quanh pro le đỏ tự động nha. Đó, đóng le lên ra nhảy mở le là cho mình xịn sò luôn nè. Có chân 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 chổi nè, hai công tắc nè, tum nhôm tum gời nha, hai ta đôi ghê dữ, đồ bò zin. Rồi em báo giá nè, S1 32 ly 1 triệu. Bao ship tới nhà kèm theo 6 món phụ tùng, về chỉ việc đổ xăng pha nhớt vô thì xài với em út ha. Thì đặc biệt những cái máy như thế này thì lâu lâu bán xả ăn cây về cho mấy anh sử dụng ha, chứ nhiều khi nó 1 triệu không biết về xài được không. Dạ bên em thông báo là em không lấy cọc ha. Em cho nổ máy trước khi nhận thì mấy anh cứ an tâm nha. Đúng máy đúng hàng, máy chạy hết thanh toán ha. Chứ không có ai mà bán mà không lấy cọc mà dám múa rìu qua mắt thợ đâu nha mấy anh. Rồi, anh chốt cái đó thì S1 giùm em. Em sang cây S2 là shop xin đi qua. Đóng lên rồi kìa. Triệu mốt ha. Thì phiên bản riêng của nó là như thế này, anh nào mà phát cỏ trong vườn cây ăn trái nhánh tược rồi giống như là nhánh trồng cam trồng sầu riêng rồi đấy mấy anh, thì em thấy mấy anh nên lấy cái phiên bản này đó, mình phát cỏ nó ok và nó an toàn, nó không bị vướng víu. Còn anh nào thích mẫu này mà muốn chốt thì lên hai tay cầm thì nói với em lên hai tay cầm cho mình trước khi đi hàng mà không tốn tiền ha. Rồi cái này thì nó có cái chén chống mòn đồ ốc, chén chống bóng cỏ cho mình luôn nha anh em, xịn sò luôn, chỉ có 1.100.000 cho cây xốp Cinewa thôi.
cây kế tiếp là xin đai hoa ớt 20 ha. Xin đi qua mà bu ghi đứng chỗ này chạy em anh dữ lắm, khỏe luôn. 20cc nồng 32 ly nhưng mà nó chạy như những cây 30, em xin lỗi, công suất thì 20cc nồng 30 ly nhưng mà nó chạy như những cây 32 ly á, mà khỏe lắm. Cái này thì em có lên chế mới chứ hay kim ra ngang cho mình nha. Đó, tôm thì tôm nhôm nha em anh, tôm nhôm tôm liền nha. Đây nhìn nó rất là liền lạc. Đây lóc có dập mắt in da ba đã đưa dưới đây ha, và xin đi qua dưới đây luôn, chuẩn không cần chỉnh nha. Rồi hai ta đôi ra giữ đầu bò trắng cỏ đầu dinh cho mình nha. Rồi anh nào chốt cây này thì chốt ớt 3 30 ly 1.300.000 nha, nó cho anh chốt ớt 3 nha nhanh mai. Rồi là em sẽ chốt đơn này gửi tới nhà cho nha. Kế tiếp là cây Hitachi. Cây Hitachi này công suất nó 21cc ha, mẫu máy nhìn gọn sạch sẽ đẹp đẽ nha. Cái này thì em có lên chế mới chứ hay kim. Đó, đây cái Hitachi phiên bản chiếc lá này nè mấy anh, chạy rất là bền và tiết kiệm xăng luôn nè, có chân bảo đỡ mình xăng luôn. Hai tay đôi ra giữ ha, công tắc trên ghi đông nghe mấy anh, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở đầu bò zin nè. Đó, Hitachi, Hitachi có thông số mã nhận đơn rồi ha. Rồi bánh chốt thì ớt 4 32 ly 1.300.000 giùm em nha. Chốt thì ớt 4 nha, 1.300. Kế tiếp là cây dây non ha. Xenon này nó có trợ lực nha, máy tầm trung nha em anh, công suất 23cc nồng nó 32 ly đó, mà nhìn giùm em lốc máy nè, không có miếng tem miếng sét luôn, máy quá đẹp luôn nha. Chạy chế thì chạy chế zin ha, chế zin quan bro ra ngang nha em anh. Đó, chế này cực kỳ là tiết kiệm xăng cho anh em mình dễ sử dụng luôn. Tôm liền tôm nhôm nha, đây thun nữa nè, thun với bình xăng nè, bỡ đỡ bình xăng còn dày dặn nha. Góp lưng nè, nghe non ha. Đó, hai ta đôi ra gài. Máy thì mình bấm chế độ tắt này, nhảy về chế độ mở cho mình luôn ha, không cần phải bấm mở nha. Trắng cỏ đầu bò đồ zin nha. Lắp nè. Đó. Ớt 5 32 ly 1.400.000 nha mấy anh. 1.400.000. Kế tiếp là cây Maru Yanma. Thanh nó để trên bàn tiền thấy không Thanh? Quên nói mày nó. Công suất là 20cc nồng nó có 30 ly nha mấy anh. Mẫu này nó có trợ lực lò xo ống nha, ha, giật nhẹ nhàng. Chạy chế thì chạy chế zin quanh bờ rộn ha.
Và mấy anh nhìn giùm em cho kỹ nha. Marun này đề cao nha mấy anh. Bô khói này là bô ém và đặc biệt độ áp cách nhiệt ha. Nó có một cái nhựa ở ngoài nè. Chứ thật sự nhìn trên xuống là cái máy này nó nhẹ hiều nha, sát nó nhỏ chứ nó không có lớn nha mấy anh. Đây cái nhựa nữa đổ vào cách nhiệt. Tôm liền tôm nhựa ha. Hai tay đôi ra giữ nè. Đầu bò đầu zin cho mình. Công suất là 20cc, nồng nó 30 ly ha. Ếch 6 1,5 triệu nha mấy anh. 1,5 triệu. Đây. Mấy anh nhìn giùm em cái lóc có giặt Made in Japan cho mình luôn ha. Ở dưới đây. Made in Japan xuất xứ Nhật Bản đầy đủ đàng hoàng nha anh em. Nguồn gốc rõ ràng ha. Rồi. Kế đến là cây Kiwit 2326 nha. Hình thức máy còn đẹp sáng sủa ha. Anh nào thích máy này thì mình chốt đi mấy anh ơi, vừa túi tiền lắm. Đó, có trợ lực nhẹ ha. Cái này có bình xăng lớn nó bảy, em thay bình xăng mới thôi. Chế thì chế ra ngang ha. Mẫu mã thì liền lạc, tum nhôm tum liền ha. Rồi, có cái áo bảo vệ cái tum cho mình nè ha. Sẵn sẽ dễ mang ha. Rồi, công suất 23 nồng 32 ly nha, 2326 nha em anh. Quá đẹp ha. Hai tay đôi ga bóp zin, anh nào thích ga bóp thì đây. Tắt trên dây đông luôn nè. Trắng cỏ đầu vò đầu zin đầy đủ cho mình ha. Chỉ có 1,6 triệu bao ship phụ tùng tới nhà ha. Phát cỏ gia đình cho trâu cho bò ăn rồi phát thuê cũng được luôn nha. Ốt 7 32 ly 1,6 triệu. Nên chốt ốt 7 giùm em. Kế đến là cây Kawasaki cây gen 4 nha. Kawasaki. Thằng này công suất 24cc nồng 32 ly ha. Mẻ đẩy xíu nha em à, nhưng mà không có ảnh hưởng đến chất lượng máy, hình thức máy còn đẹp lắm nha. Đây bình xăng lớn zin cho mình ha. Những cái hệ này thì đâu 90% là nó có cái đế bỡ đỡ bình xăng. Lắp sẽ dập Made in Japan ha. Đó. Tum nhôm tum gời nha. Tum nhôm tum gời 260 nha em à, công tắc nè. Kawasaki. Đó. Hai tay đôi ra giữ đầu bò zin. Ốt 8 32 ly 1,6 triệu đồng ha. Máy này mình có thể lấy cái đầu máy ra mình gắn cho đồ bình xịt thuốc. Rồi cái tum này mình xài cho máy Honda ha. Đây mình xài Honda mà cái bình thuốc xịt thuốc đó lấy ra lắp phát cỏ được ha. Gắn tu hít như đó, bơm nước giùm em rất là xa. Máy phát cỏ là 1 công 3 chuyện, 1,6 triệu chia 3 là ra 800.000 cây thì chưa chắc làm được như vậy nha, chỉ phát cỏ thôi ha. Cái máy này nó đa hệ nha mấy anh, mà chạy rất là bền nha, chạy rất là trâu bò luôn. Rồi chỉ có 1,6 triệu thôi. Và máy này bên em bán cực kỳ là đắt luôn ha. Tại vì nói chung là đi về miền Tây nhiều, nó phù hợp với công dụng miền Tây. Còn anh nào mà mình phái phát cỏ, không nấu xịt thuốc, không bơm nước thì mình anh có thể lấy nó luôn nha. Vậy khỏe mà bền đó. Yeah. Rồi cái đến là cây Echo 261 nha mấy anh. Kế tiếp là cây Gobin 262 nha. Mẫu mã thì nó không bắt mắt, nhưng mà về cái đồ bền với khỏe thì em bao cho mình xài. Nồng 2 lá bạc. Mấy anh phát cỏ bằng lửa cắt cũng được ha.
là bình thường. Nhưng mà mình phát cước chuyên nghiệp á, phát bằng giấy cước chuyên nghiệp thì mấy anh chọn mấy cái máy 34 ly này giùm em nha. Chạy rất là khỏe, cái máy này mua bên em là khách khen giả mang luôn, dữ lắm, khách khen chạy khỏe mà nó bền lắm luôn. 34 ly 26cc ha. Là máy này thì zin toàn tập, có đế bờ đỡ bình xăng, tum nhôm, tum liền nha. Đó, và đặc biệt là chạy chế là chế bít tông ga nha mấy anh, cho nên siêu khỏe ha. Vấn đề khỏe thì mấy anh khỏi bàn, các anh nào kiếm máy khỏe, rẻ thì mình chọn máy này ha. Hai tay đôi ga dữ nè. Công tắc trên di động cho mình luôn. Đó, trắng cỏ đầu vò rồi zin ha. Lắp zin nè. Ớt 10 34 ly 1.700.000, bao ship tới nhà 6 món đi kèm. Đó, nhiều khi những mẫu này rồi mà bán 7.700.000, mấy anh mua về xài đi ha. Không ngon, không lấy tiền nha. Không khỏe em không lấy tiền, không phải tự nhiên mà em review cái này PA nó nhiều như vậy ha. Rất là khỏe luôn. Và kế tiếp là cây Kyogit 260. Rất đẹp nha. Đồ tích nhanh nè. Chọn này đi, bơm rất là khỏe và xa nha mấy anh, mà tiết kiệm xăng cho mình. Thằng này thì chạy chế hai kim le đỏ tự động nha. Đó, ưu điểm của nó ha, ưu điểm hay quá đẹp nha mấy anh. 26cc 34 ly chạy cực kỳ ổn định luôn. Đó, đây những cái đề máy này nè, nhiều khi mấy anh lâu lâu xài á thì thấy nó không thông dụng rồi không dám chốt, chứ thật sự là bên em bán nha mấy anh. Là thằng này em đánh giá là được 9/10 điểm ha. Hôm bữa em like cây, anh khách ở dưới Thái Lai lên mua, khoảng vài bữa sau chạy ngon, có mua giùm cho ông anh ở ở đó một cây y gan như vậy nè, khen dữ lắm, khen nó chạy ngon lắm, chạy tới chỗ lấy luôn đó. Đây hình thức máy còn quá đẹp ha. 26cc 34 ly nha. Hai tay đôi ga giữ, công tắc trên ghi đông, đầu bò chén hẹp đầy đủ ha. Rồi trắng cỏ, rồi hết tông sạch tông quá đẹp. Ớt 11 34 ly 2.000.000, hai em bao cho mình xài 5 năm đó. Có trục giặt gì thì alo cho em ha. 2.000.000 bao ship tới nhà 6 món đi kèm. Thằng này nó zin hết nha, nó chỉ có cái là cái bình xăng lớn nó bị bể, hai bình xăng mới thôi nha. Nó zin toàn tập, nó đẹp từng chi tiết, từng cm luôn. Rồi cái đến là em Mitsubishi TV nha. Gì đâu. Đó, em bao cho mình xài, anh nào mà phát cỏ khai thác, phát cỏ thuê thì mình chọn này ha. Còn xài gia đình thì chạy này bao sướng cho mình luôn. Đó. Đây lóc dập mắt in Japan ha. Có cái đế bự đỡ mình xăng. Nghe cái tua máy thôi là nghe nó biết nó chạy khác lạ, người ta tua nó rất là nhanh và lẹ luôn. Tum liền tum nhôm nha em ha. Đó. Hai tay đôi ra giữ đầu vòi zin ha. Hết 12 34 ly 2.300.000. Bao ship phụ tùng đầy đủ cho cây Mitsubishi TB nha em ạ. Nhạy nổ nhạy giật, tiết kiệm xăng chạy bền ha. Nghĩa là mình về mà mình phát cỏ nè, mình phát cỏ ha. Rồi mấy anh làm thêm bơm nước hoặc mấy anh chế cái gì thêm cũng được nha. Khỏe lắm, khỏe. Mà nói chung xài máy mà ai không chuộng tiết kiệm xăng đâu phải không em.
Đây hả? Đấy kìa. Rồi. Khu qua na 1-2 năm nghe mấy anh. Công suất tầm 26cc ha. Chạy chế 2 kim nha. One Pro ha, 2 kim. Đây, máy là còn liên lạc. Quay đèn đi. Quá đẹp nha em. Đó, quá trời liên lạc luôn, quá đẹp. Rồi, máy thì có dập mát in Japan được cho mình luôn ha. Tum nhôm tum gời nha. Cho nên anh em về đó xịt thuốc, bơm nước hay là cắt cỏ gì đó ok. Muốn làm gì đó mình làm thêm hai ta đâu ghê giữ công tắc nè. Đầu bò đồ zin ha. S13 34 ly 2.300.000 cho cây Huvana nha. Sự lựa chọn hoàn hảo. Rồi cái tiếp là cây đô mạnh nhất bên shop em. Kiwis 311 36 ly nha. Còn một lớp nhung zin nữa nè. Đó, máy này xài chưa được bao nhiêu đâu nha. Bên em có lên chế hai kim ra ngang cho mình thấy mấy anh. Công tắc nằm ở đây. Nè, có cái chân bự đỡ mình xăng rồi luôn ha. Chân gời nha. 31cc nồng nó 36 ly nha mấy anh. Nhưng mà em thấy chạy như những cây 38, 34, 40 ly rất là khỏe. Hai tay đôi ga giữ là ga nhôm nè. Trắng cỏ zin nè. Có ổ cước zin theo nè ha. Ổ cước này quá trời xịn sò luôn nha mấy anh. Đó này theo máy về nha, em không có tháo ra em để vậy luôn đó, anh nào chốt thì mình chốt. S14 36 ly 2.300.000. Đó, 2.300 bao ship phụ tùng đầy đủ ha, cho những anh nào mà đang kiếm máy mà phát cỏ thuê đồ đó ha. Để kiếm thêm thu nhập cho gia đình những cái ngày mà mình công ty thứ bảy chủ nhật tuần nghỉ việc đó. Thì đây. S14 ha. Hôm nay là em lên máy là bao chất lượng cho mấy anh hết, mấy anh về đổ xong khoa nhất từ sợi mà có gì thì liên hệ em bút nha. Rồi em chào và hẹn gặp lại mấy anh, tạm biệt.